chiếu qua đây. Mến chào quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang có mặt tại huyện Cần Giờ. Tình cờ mình đi vào một cái con đường mòn ở trong một cái khu rừng, thì vô tình mình phát hiện phía bên này có một cái dãy nhà bỏ hoang, nhìn rất là rùng rợn. Thì mình không biết cái khu nhà này là cái khu nhà gì, tại vì mình cũng mới đi đến đây lần đầu tiên á, nên mình cũng chưa có vào bên trong mình xem thử. Thì mình thấy cái khu nhà này nó có nhiều điều rùng rợn, nên mình lấy điện thoại ra mình quay để mình gửi đến quý cô bác anh chị. Thì cái con đường này hình như nó đi dài ra ngoài cái sông Lòng Tàu. Đây, cái dãy nhà phía bên này. Thì trước tiên đi vô thì mình sẽ phải đi qua một cái cổng bảo vệ như thế này. Ở đây nãy mình có quan sát, mình có thấy có dấu cái bánh xe chạy vô. Khu nhà bảo vệ này mục nát hết rồi. Thanh, chồng có gì không? Hả? Chồng có gì không? Nó tối thui à. Mà có cái này giống như cái chú ngoài kia nãy kể luôn á. Là cái cây mà có mấy cái hòn ma bị sét đánh á, còn luôn à. Đó, cái cây đó. Cái khu phía sau á. Đúng rồi, cái khu đó là bị sét đánh nãy chú kia kể đó. Nãy em có đi theo cái dấu bánh xe này đi vô đông luôn. Vừa lúc đó luôn á, mà nước ngập không à. Sình không à. Nè, em vô chỗ đóng thấy cái cây luôn á. Mà bên đây tối thui thấy ghê lắm. Chưa có vô. Mà sao chỗ này nó bị sét đánh thì sao mà có một cây một ta? Trong rừng nó sét đánh phải cháy hết chứ. Nó rụng luôn kìa, chót còn chót chót luôn. Cái cột điện bên này cũng cháy đen thui. Ừ, đây là tao tháo gì hết trơn rồi. Chứ không để là nó nổ làm sao anh. Sét đánh nhiều lắm á. Trong đây nước ngập dữ lắm. Nãy em thấy dấu bánh xe chạy vô cái đường mòn này nè, mà không biết dẫn đến đâu. Đi thử không? Này chắc ra chỗ cây sét á. Em nghe tiếng con gì nó kêu trên mái tôn không? Mấy con chim á. Nó đâu ở trên này nè. Thấy gì không? Không biết mà thấy có cái cổng nè. Có dấu xe nha. Trụ điện này bị sét đánh cháy đen luôn nè quý anh chị và con cô bác. À, thôi. Cái gì vậy? Chim cu. Chim cu đâu? Nè nó mới bay. Bà nội nó. Đó. Thấy chưa? Nó đập cái ghê gì đập sợ luôn á. Đó là mình giật mình nha, chứ không phải mình nhát nha anh nha. Hai con nó đạp ghê quá. Nè. Ở đây thì cũng cái cây cao nó bị cháy đen thui. Đây rồi đó, ra biển à hả? Chắc này chắc người ta đi đánh cá hay sao ta? Đi lưới cá à. Không phải đánh một cây mà đánh hai cây luôn. Ở bên cái lùm này cũng có một cây bị đánh sét đánh cháy đen nè. Này hả? Chết luôn. Ừ đúng rồi. Mà sao mấy cái dây bò này nó không bò bên cây kia mà bò cây này ta? Chắc cây đó mới bị đánh sau. Nè, đánh gớt nè. Ui bự lắm. Gốc chà bá luôn. Bự lắm.
Ở đây mình thấy có một cái ao, mình nghĩ cái dấu bánh xe này chắc đi vào bên trong những cái ao bên trong, chắc có ai canh tác chăn nuôi gì ở trong. Nuôi tôm á? Lúc đó là ra rừng á, qua cái dãy rừng á là xuống ven biển á. Đâu, đi hết cái dãy ao này á, qua cái bìa rừng bên đó là cái trường cai nghiện lúc trước mình đã từng ghi hình á. Ủa chứ không phải hướng bên đây hả? Hướng này mới đi ra ngoài biển lớn nè. À. Ra ngoài sông lớn, hướng này nè. Vô rừng là mất hết phương hướng luôn. Còn hướng này là đi qua cái trường cai nghiện lúc trước mình đã từng ghi hình á. Chỗ cây này chắc bị đánh trước nên vì vậy dây leo nó phủ kín hết rồi. Còn cây kia bị đánh sau. Chết khô. Ở đây nghe mấy cái tiếng mà mấy động vật ở trong rừng á. Đây rắn dữ lắm á. Mấy cái lùm này rắn khổ phải nói luôn. Khu vực rừng sát huyện Cần Giờ rắn không ăn chúa là khổ phải nói luôn. Phía bên đó là cũng là một cái sông rất là lớn luôn á. Mình nghe tiếng tàu nó chạy nó gầm gì phía bên đó. Mình hết nghe tiếng mấy con chim hồi nãy trên nóc ton này. Hình như nó làm tổ ở dưới cái mé ton này. Mình nghe tiếng con chim sẻ hả? Nó kêu. Không biết con chim gì. Chim sẻ chắc không làm ổ dưới này đâu. Đây là cây trà là nè, quý chim bà con cô bác. Trà là này có cây dừa kìa. Cái gì? Có cây dừa. Dừa đâu? Không, cây này là cây trà là. Trà là. Cây này liệt vào danh sách cấm rồi đó. Mưa rồi. Ai mà đốn cây này thì bị phạt tù luôn. Trời mưa luôn. Mưa thì sẵn vô khám phá rồi núp trỏng luôn chứ sao. Trời mưa mà đi quay nhà hoang rất nguy hiểm. Không thấy khu vực bên đó bị sét đánh. Cảm giác cũng thật là chiêu ạ. Nhưng mà lỡ đi rồi thì phải đi cho chót. Rồi đập đập. Ở bên này có cái hòn non bộ nè. Hơi bị khủng luôn á. Đập đập ở dưới chừng rắn nha. Nguy hiểm á, nãy em quên bẻ cái cây kìa. Hòn non bộ hơi bị dữ luôn á bà con cô bác anh chị. Lớn lắm. Này chắc cũng mới xây à. Nên mình còn rất mới luôn à. Chưa có bị bong chóc mít gì hết. Này đá cội mà. Không, đá cội ngày xưa nè. Lâu lắm mày anh. Đá cội ống chích quá vậy. Phải không? Không thuốc. Dưới cái hồ này thì mình không thấy cá nó bơi. Cá thì chắc là không có, nhưng mà rắn thì chắc có. Xin giới thiệu với cả nhà. Về miền Tây chắc chắn cả nhà sẽ biết đây là cây thanh long. Trái giác quá chừng luôn. Đây nắm canh chua đúng không? Nghe bà con cô bác nói nấu canh chua hay là kho cá gì ngon lắm. Cặp bên cái phòng bảo vệ thì có một cây bạch đằng rất to. Ổ ong cả. Trên những cái tán cây bạch đằng thì có những cái ổ ong, những cái chấm đen cả. Mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong mình khám phá những cái dãy nhà này coi. Có gì đặc biệt phía bên trong hay không? Ở cái khu vực này rậm rạp như thế này đi rất nguy hiểm. Rắn không? Cỏ ghê quá vậy. Quá trời, đường chen chút. Dính mưa luôn, hết chạy. Rồi. Khỏi cứu. Mấy con chim bay trên trời như là yến phải không? Chim yến á. Yến hay én? Chim yến. Én khác, én. Én khác nha. Chim én. Chim én màu đen, chim yến màu xám xám. Sao nhiên vô tới đây mưa ta?
Đây là cái dãy phòng đầu tiên. Như bị tháo đường hết rồi. Có xét đánh nó nguy hiểm lắm. Lớn quá nên nó hơi ồn một chút xíu nha bà con. Giờ có nhà vệ sinh rồi. Yeah. Có đèn không? Lớn rồi. Cái nhà này mới xây à, cái cửa còn dính cái mặt luôn rồi, thấy không? Mới xây luôn, mới tô luôn. Tại sao ta bỏ ta? Biết. Nè, cái tường này là tường mới nè. Đúng rồi. Giữa rừng luôn. Không biết giữa khu rừng tại sao lại xây những cái ngôi nhà này với cái mục đích gì. Hồi đứng ngoài đây đã nhìn cảnh tượng nước chảy rùng rợn ha. Tận mưa rồi đỡ ồn được chút xíu à. Ây da, nghe cỏ nó vướng dữ thằng ta, nó dây quấn. Ôi, cái tàn hồng gì khít tiền. Cái chân, cái chân. Ôi là trời. Tàn ông khủng khiếp luôn rồi bà con. Ông này là... ông sắt á. Mọi người chích cũng nhức lắm, nhưng mà không có chết. Sắt hả? Không có mật gì đâu. Ông này... nó chỉ đốt mình thôi. À, vậy là nó sinh ra để đốt người hả? Đúng rồi. Sao gì? Khiếp đen luôn kìa. Ồ, nhìn ớn ra. Nhìn nó lạnh người luôn á. Mưa, cái mưa xuống nè. Có hai ba cái hồ nước gì nè. Mà mấy cái loại dây leo nó phủ kín hết. Rồi mày nó quấn hết. Có nước không? Phủ hết rồi. Nhưng mà phủ này chắc cũng lâu rồi ha. Nè, đúng rồi anh ơi, cái nhà này bỏ lâu rồi, nhưng mà bên kia thì cái mới cất, mới đắp rồi. Tại vì nếu mà mới bỏ đây chừng vài năm thì chắc dây leo chắc nó không leo dữ đâu ha. Ngày trước có cửa chứ, người ta đục cửa hết rồi. Ừ. Ngôi nhà này trước kia là đã từng sử dụng rồi. Thấy mấy cửa người ta đục hết nè. Rồi những cái lớp vôi, nước sơn trên tường nó rớt xuống rồi, thấy không? Nứt. Ủa, nó bỏng. Trước kia đã từng sử dụng rồi. Ở đây có thêm hai cái hồ nước nữa nè bà con. Hồ nước bên này thì nước mưa đầy luôn. Có hai hồ mà xong, một hồ có, một hồ không có nước nổi. Lẽ hồ này bị lủng. Còn quần áo đây nữa nè. Gì? À, có quần áo nè. Thấy không? Ừ, áo thun nữa. Một hồ đầy cống nước luôn. Hồ bên này không có một giọt. Không có giọt nước. Nước nhiều quá. Hồ này chắc bị thủng đáy quá. Loại dây leo nó quấn cái hồ hít. Phòng này thì tối đen thui, còn phòng trên kia là sáng quắc. Mở đèn lên cái. Trên vách tường tự nhiên có cái lằn lằn này là gì? Chứ lẽ có ổ mối rồi.
Là phòng còn mới lắm. Đằng sau này giống như là cái hậu viên á. Nghĩ lúc trước người ta có trồng cây hoặc là trồng bông hoa nè, thấy không? Xem mấy cái bồn nè. Không nguyên một cái nón bảo hiểm bự chà bá nữa kìa. Ôi, dây leo. Ít ai mà làm mấy cửa sổ như vậy ha. Mấy cửa sổ như vậy giống như là mấy cánh cửa sổ ở trong tù. Càng xuống đây càng đi càng tối à. Thấy những cái dãy phòng này nó càng tối lại. Này đi phải cẩn thận. Này lâu ngày coi chừng có ông. Ủa cái phòng này nó đen khiếp luôn á. Nguyên một dãy phòng toilet khủng luôn. Từ từ nha. Em gọi đèn cho. Này thì chưa sử dụng luôn hay gì còn bịt ni lông luôn. Chưa lắp cửa vô mà. Này mới có bếp nè, bếp phôi. Nhạy dữ ta. Nhạy thiệt luôn á. Ở nguyên cái xác con gì khiếp đen vậy. Thôi từ từ. Khoan. Để em coi bên đây cây có chưa. Không. Có bên đây không ạ. Cái bộ xương này lớn lắm. Bự nha. Này chắc con báo hoặc heo rừng. Hoặc mấy con tròn. Xác nó phân hủy ra một đống luôn nè. Rất là bự luôn. Những cái đốt xương của nó hơi bị khủng luôn á. Này không phải là xương con chó đâu. Không con báo á. Nè răng nè. Không phải còn cái con tròn á. Hàm à. Hay là con... Không có con tròn nào mà cái bộ khung xương to như thế này được. Nè xương hàm à. Xương hàm khủng luôn mà. Những cái đốt xương nè. Ôi sao một cái xương hàm. Cái xương sống của nó thấy ghê không? Kìa. Thôi sao cái xương hàm ở đây một cái rồi qua đây một cái ta. Cái xác này không hiểu cách đây chắc cũng chừng vài tháng rồi. Có một điều mình thấy rất là lạ nha. Những cái xác chết của những loài động vật đó. Khi mà chết đi phân hủy thì những cái lông nó không còn nha. Nhưng khi mình làm thịt một cái con vật nào đó thì cái lông nó qua năm tháng nó vẫn còn nha. Cái khung sườn của nó nè. Ai gõ cửa vậy? Mới nghe cửa đâu không? Nói tiếng. Em đón con này là con gì? Em nghĩ là con tròn và còn con gì đó đây nè, thấy có cái hàm răng dài dài. Hàm răng con này cũng lạ thiệt, cái đốt sống lưng to lắm. Em nghĩ chỉ có thể là cáo tròn thôi. Heo rừng à? Hay là cọp? Cọp thì phải có răng nanh chứ, coi có răng nanh không. Nhưng mà kiếm có răng nanh là cọp chắc luôn. Không có răng nanh mới độc chứ. Tại vì đây là rừng sinh thái mà. Nên những cái loài động vật quý hiếm thì nó còn ở đây nhiều lắm. Đốt sống lưng này to lắm. Chỉ có thể là chó sói hoặc là cáo thôi. Hay là con hùm xám, hùm đen gì. Lớn lắm, con này to khiếp. Nhưng mà tại sao nó lại không chết ở ngoài kia mà nó lại chết ở trong này mới độc chứ. Tôi lấy chỉ có máu đó. À, tôi lấy thằng cho nó máu nè. À, mấy tôi lấy kia nó trắng tươi, tôi lấy này lại đen.
Lạ thiệt. Thì em nghĩ chắc nó là bị thương á. Nó bị truy sát, bị thương nên là chạy vô đây. Ý là mình thắc mắc là tại sao nó không ở ngoài rừng mà nó lại chết ở trong này á. Ý là nó có bị thương thì nó cũng ở ngoài rừng chứ tự nhiên nó chui vô nhà này làm gì. Vậy chết tại đây. Chết cũng vài tháng rồi, mình không nghe được cái mùi hôi thối. Nãy em nói ai gõ cửa? Bên đây nè. Không, bên đây. Bên nào? Nè. Bên đây chắc hết đúng không? Coi coi. Có cái hàng rào bao bọc nữa. Bước qua khỏi hàng rào này là mình đã bước chân vào cái khu vườn sinh thái rồi. Có tiếng sột sột ở đây à? Mình ghé qua đây coi nguyên tấm chiếu đó nghe. Mình khiếp rồi ta. Cái máy to lên trên nó một rồi đó. Chiếu à? Chiếu, bồn cầu. Nhưng mà đây là chắc chắn không phải là toilet rồi. Sao là cái chiếc chiếu ở đây ta? Này giống như cái kệ nấu ăn hả không? Ừ, nhà bếp. Nhìn cái lá cây nó bám ở trên cái vách nhà. Hình như anh mới nghe tiếng ai đi sột sột. Đúng rồi, nãy nó sột sột ở đây nè. Nó chạy vào đây thử. Đi vô. Mình đi vòng phía đằng sau này lên trước đi. Đây hả? Đi đây hả? Ở trong đây á, nó cũng sát bên với lại trại cai nghiện. Nhưng mà sao cái cảm giác của mình khi mình ở đây chỉ có khoảng 60%, không hoặc là 50% với cái trại cai nghiện. Trại cai nghiện là khiếp đen rồi. Lần nào mình đi trại cai nghiện cũng có chuyện. Ôi này có cổ khóa luôn nha. Tự nhiên khóa lại luôn nè. Biết tại sao ở đây người ta xây mấy cái hàng rào này không? Chờ mấy con thu dữ nó không nhảy vô. Đúng rồi. Nè thấy không? Làm nhọn nè là nó có phóng lên, nó bị dướng cái bụng nó lại. Nhưng mà chưa kịp xây hết thì đã hoãn lại rồi. Thật sự mình không biết cái ngôi nhà này để làm cái gì luôn á. Mà không biết sao mới xây lại bỏ hoang. Trên tường có chữ kìa. Không phải. Ừ, thúi vậy ta. Phân dê, phân dê. Phân con dê. Này không phải chữ đâu, cái này người ta dán gạch lên á. Ta dán gạch men lên á, cái nó đục ra lấy xuống rồi. Phòng này cánh cửa lớn lắm. Nghe tiếng gì không? Thấy chưa, anh nói rồi, có người đi theo dõi mình.
một tiếng một luôn. Bụp. Anh khẳng định với em hồi nãy là cái tiếng bước chân chắc luôn á. Mà đúng ngay chỗ đó luôn, nãy nói chỗ ngay đó là đúng ở trong toilet này ra là nó bị nghe tiếng gõ cửa đó. Bây giờ nghe tiếng ai chọi đá bên bển á. Mà mình thấy lạ không? Vụ đá rớt á là nó phải 2 tiếng không? Cụp 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 cụp. Đúng không? Câu này đúng 1 tiếng. Cụp. Anh khẳng định với em cái nãy là cái tiếng bước chân người đi luôn á. Nhưng mà không biết là người ta đi theo dõi mình, coi mình có phá hay không, hoặc là có bảo vệ coi cái khu vực này. Chứ anh nghe tiếng bước chân rõ ràng luôn á. Mà khi mình nói ra thì mình sợ với chị bà con cô bác nói mình là nhát, là tưởng tượng. Nhưng rõ ràng mình nghe là cái tiếng bước chân người đi. Lúc nãy mình đứng cái dãy phòng phía bên kia là mình nghe tiếng bước chân đi sập sẹp chỗ này nè. Cái phòng mà có chiếc chiếu á. Đúng rồi. Mà bây giờ mình không có đi qua được, nó rào hết rồi sao? Được không? Kiến không à? Mình phải ráng tràn qua chứ sao? Nghe không? Đúng 1 tiếng luôn ta. Em bắt đầu lạnh người rồi nha. Anh nói là có người theo dõi mình đó. Nó nghe không? Cụp cụp. Cụp cụp. Mà xa lắm. Nghe tiếng vang khác. Còn cái tiếng này là tiếng sát bên mình luôn. Phòng nãy có cái chiếu nè. Nãy mình đứng phía bên kia mình nghe tiếng đi bước chân rụt rẹt phía bên này nè. Cái này giống như là cái phòng chiếu vật tư, những cái lavabo nè. Em nghĩ là người ta chắc người ta có cái điểm gì đó người ta báo cho mình. Đi đâu mà 2 tiếng rồi. Mà mình nghe hướng là ở đằng sau không à. Ai vậy? Có người hả? Có cái bóng. Ủa đây hết đường rồi ta. Mày thấy đâu? Em thấy xẹt qua đây nè. Thấy cái bóng hay là thấy người? Thấy cái bóng. Ôi nổi da gà trơn trời. Sướng da gà luôn. Ý là thấy cái bóng hay là thấy người bình thường? Thấy cái bóng. Cái bóng hả? Bóng xẹt qua. Cái bóng dí sao dí được. Cái người mình xem thử coi là ai chứ. Cái người ở đây khi mình hoa mắt mình tưởng tượng nó không chừng. Không có đâu, em thấy cái sẹt qua luôn mà. Chứ người ai đâu ở đây không. Ừ ngày em thấy cái bóng cái sẹt em bỏ em chạy không. Em có dám đứng lại nay em dí luôn ghê. Ừ ha. Chắc do bằng ngày. Chứ lại em đi quen à. Nhưng mà ở đây em không có sợ bằng ở bên cái gì. Chạy cái nghiện. Chạy cái nghiện. Cái này có bóng màu gì? Xám xám. Cái nắng nước qua thôi em mới thấy. Tưởng đâu người chứ. Người đâu chạy rẹt anh. Người chạy lại nghe sọt 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 liền. Người chạy lại nghe sọt 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 liền. Mà em khẳng định là em thấy cái bóng. Cái bóng, cái bóng. Em tưởng nó là thấy người. Nói tí về mà ai theo dõi mình. Tí về mà làm clip mà coi có bóng nghe không có. Ghép vô giống như mấy kênh kia vậy. Hàng giả khoai coi mấy đó lắm. Ghép thì ai ghép chẳng được. Em thấy ghép người đứng.
ghép người đứng rồi ma, màu đỏ màu trắng lùm la quái. Em qua em nghĩ là nó đi lên phía trước, nhưng mà cái đó chắc nghĩ là qua mắt thôi. Có bóng mình điện hộ mình cũng đâu ghi hình lại được đâu. Và nói chân thẳng với lại cả nhà biết luôn á, là nếu mà cho dù mà có gặp được cái hiện tượng ở đây đi, nói thẳng luôn, ở đây nếu mà có ma và nó nhát hai anh em mình cũng, mình là người sẽ thấy, nhưng mà điện thoại chắc chắn không bao giờ quay được. Đừng có nói chi mà thấy con ma rồi dí theo tất cả những vị thầy pháp, pháp sư như vậy. Khi mà thấy con ma, chưa có vị thầy pháp nào mà dám rí theo, chỉ đứng lo đọc niệm chú, đọc những cái bùa chú đặng bảo vệ cho mình trước để con ma nó không tấn công. Vậy còn mình? Còn mình thì mình sẽ tuôn chạy, chứ không có chuyện màu nào mà anh là anh đứng chịu trận chứ anh không có chạy đâu. Vậy quá là anh chạy hết nổi rồi. Anh sợ lúc đó em chạy không nổi, em ngồi chỗ em làm nguyên một đống nữa. Sao lại đi vô đây nữa ta? Chỗ này nãy đi rồi, đâu có gì đâu. Hình như mùa này mùa trái giác hay gì á, trái quá chừng luôn. Cái khung cảnh ở đây ẩm đạm vô cùng luôn á. Cái này đi ban ngày được, ban đêm đi không được. Ban đêm không được đâu. Đêm rắn rít đồ, thú dữ tùm lum. Nhưng mà em... này là cứt tròn phải không? Này là cứt tròn phải không? Cứt tròn á. Rồi, tròn. Cứt tròn. Tròn á. Nhưng có não cái nào cái xác hồi nãy là của con tròn không? Cũng có thể. Tròn thì có nhiều loại, tròn hương, tròn đèn, tròn cá cọc. Nhưng mà nếu có là tròn thì con tròn nãy là con tròn cá cọc. Tại con tròn cá cọc nó nặng từ 15 cho tới 30kg á. Nó to hơn con chó mình luôn mà. Ý là nó to hơn chó cỏ mình á, chứ không phải là nó to hơn mấy con chó ngoại nha. Mấy con chó nước ngoài thì nó to lắm. Còn tròn hương, tròn đèn thì con chừng 4-5kg à. Cái này nó ăn chuột nè. Lông chuột quá chừng thấy không? Ừ. Đúng rồi. Để chắc tròn mà tròn này là tròn cá cọc. Ai ở vùng sông nước thì sẽ biết tròn cá cọc liền. Tròn cá cọc hả? Ừ, to lắm. Em biết cái lùm hồi nãy em đi qua, em biết cái lùm đó là lùm gì không? Lùm cái lùm cây này nè, đó. Cây lứt. Nè, nè, nè đúng không? Nè. Ừ, mùa này đang là mùa sâu lứt á. Sâu lứt ngứa lắm á. Tối nay về gãy sướng luôn nè. Mấy con sâu nè, nó ăn cái lá này thấy không? Dạ, kiếm con sâu cho khán giả. Ai mà đã từng bị sâu lứt chích thì biết rồi. Nhưng mà cái này như thế nào rồi? Cái này nó cũng là một cái liều thuốc luôn á. Cái rễ nó, rễ lứt á. Cái lứt này có nhiều công dụng lắm nha. Cái này ăn được nè, mình nhai nó ngọt hay sao? Thường á, anh chị bà con cô bác đi làm rừng á, đi làm ngoài ruộng á, thì chỉ cần bẻ một cái cây lứt này nè, bẻ cái thân cây đúng không? Này hả? Bẻ cái thân cây, xong rồi đem xuống sông. Cái mình nhai cái vỏ nó. Mình nhai cái vỏ nó, uống một cái ngụm nước sông. Tại vì nước ngoài sông á thì sẽ là nước mặn đúng không? Đúng rồi. Mình chỉ cần nhai cái vỏ nó, mình uống một ngụm nước mặn vô là nước nó ngọt ngay luôn. Ngọt ngất luôn á. Bởi vì vậy những con ong nó hay lại hút cái bông lứt nè. Mà con ong mà lấy bông lứt về làm mật á thì cái thuốc của nó lên cao lắm. Nên cái giá mật ong mà cây lứt á, cái giá thành mật ong nó cao lắm, nó cao gấp mấy lần mật ong bần, mật ong tràm. Đó. Mình nhớ là mình chia sẻ thiệt mà sao tự nhiên gió đâu thổi lên cái ù à. Kiểu như là đang nói là mình nói dối hay sao á. Nhưng mà sự thật là vậy. Mật ong lứt á là cái giá nó cao gấp mấy lần mật ong tràm, mật ong cây này cây kia á. Yeah. Ong lứt không là... biết cái giải phòng này là cái giải phòng gì á. Ong lứt là ong ruồi. Đúng rồi. Hình như ông rồi mà đóng ở trong cây lứt đó, giá tới 3 triệu một lít. Mắc lắm. Còn có nó cứ mà không có cái để mua nữa chứ. Một ổ nó chắc nhỏ hơn lòng bàn tay của mình, nhỏ đúng xíu rồi. À, tiêu tẹo à. Có tiền chứ chắc gì nó mua được nữa. Đúng rồi. Chính xác luôn. Tại vì cái người đi hốt, người ta hốt xong người ta về ta ăn luôn. Người ta để dành người ta dùng, người ta để dành người ta dùng. Hiếm lắm. Khám phá thì cũng đã khám phá hết rồi, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Mến chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Quý cô bác anh chị biết cái giải phòng này là cái giải phòng gì thì hãy comment ở phía bên dưới để cho anh em mình mở mang kiến thức. Mình ghê thiệt. Chỗ này lạ quá, mình không nghe ai chia sẻ về chỗ này, mình cũng không biết gọi là cái gì.
mà hình như cũng không ai đi vô đây á. Đứng bên ngoài nhìn vô là thấy ấn ấn à. Cái này đi buổi tối chứ không dám đi à? Ai dám đi buổi tối chỗ này, anh chịu gì cũng chịu. Đi từ 2-3 người trở lên thì còn mặt may. Mà có một điều em khẳng định luôn, ở đây không có hút chích. Tại đâu lấy này đang trộm, đâu ăn trộm này đâu. Nếu mà có là nó ăn vô đây nó ăn trộm rồi. Cũng có thể. Hoặc là nó sợ. Nhưng mà chắc không sợ đâu ha. Mấy đó tụi đó là sợ gì nữa. Chỉ có sợ không có chích thôi. Kết thúc chưa? Kết thúc rồi. Đi ra bên gì? Đại cai nghiện không? Đi đi. Mình còn cái giấy phòng cặp mé xong chưa đi mà. Ừ. Ngoài đó có mấy cái mộ ghê lắm á. À, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha quý cô bác anh chị.